Đấy thì anh chị hãy cùng quan sát với em là về cái diện tích chiếu sáng của chiếc đèn này, nó quá rộng và là quá tuyệt vời anh chị nhá. Kích thước đèn lớn, tăng cường chip LED, đem lại độ sáng quá tuyệt vời. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Thì như anh chị đã thấy thì hiện nay thì có rất là nhiều người và một số công ty bán đèn năng lượng mặt trời. Đấy thì ở trên Facebook này, trên YouTube và trên Google lại có rất là nhiều. Đấy nhưng mà lại có rất là nhiều mức giá. Thì cái điều mà anh chị quan tâm khi mua đèn năng lượng mặt trời thì hãy dựa vào cái thông số kỹ thuật của đèn chứ đừng nhìn vào số watt, bởi vì là những cái đèn năng lượng mặt trời giá rẻ, in công suất lớn thì chất lượng của nó rất là kém. Thì trong khuôn khổ clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị một bộ đèn năng lượng mặt trời, và đây là phiên bản nâng cấp chất lượng đến từng chi tiết anh chị nhá. Tất cả những cái thông số kỹ thuật của đèn đều được nâng cấp, và em xin cam kết với anh chị một điều là đây là bộ đèn năng lượng mặt trời có cái thông số kỹ thuật cao nhất trên thị trường hiện nay anh chị ạ. Đèn năng lượng mặt trời chính hãng mang thương hiệu của công ty Việt Nhật Solar. Vậy thì cái đèn này nó sẽ có thông số kỹ thuật như nào? Thì sau đây em xin mời tất cả quý anh chị cùng bắt đầu video. Bây giờ thì em sẽ mời quý anh chị cùng bóc hộp sản phẩm với em. Thì đầu tiên nói về phần quy cách đóng hàng thì hàng do công ty Việt Nhật Solar trực tiếp sản xuất và đóng gói tại thị trường Việt Nam thì sẽ khác với cả hàng trôi nổi anh chị ạ. Thì đây là một hộp bìa cắt tông, và bên ngoài thì anh chị sẽ để ý ngay là thấy được logo thương hiệu, và đây là logo thương hiệu độc quyền. Không có một đơn vị nào có cái logo thương hiệu này. Một số nơi mà lấy nhái tên Việt Nhật nhưng mà đèn sẽ không có logo thương hiệu anh chị ạ. Đấy, đây là một cái điều đầu tiên mà anh chị nhận hàng anh chị sẽ nắm bắt được, đây là logo thương hiệu của sản phẩm. Thì bây giờ em sẽ mở hộp ra để cho anh chị cùng xem, và em sẽ phân tích thật chi tiết đấy để cho anh chị cùng nắm bắt được là cái thông số nó được thay đổi như nào anh chị nhé. Khi mở hộp sản phẩm ra thì anh chị sẽ nhìn thấy là hộp này là hộp xốp, đấy, bên trong có xốp giữ hàng rất là tốt. Thì cái điều đầu tiên mà anh chị sẽ nhận được này, đây là tấm pin năng lượng mặt trời. Anh chị có thể quan sát là tấm pin năng lượng mặt trời có kích thước siêu lớn anh chị nhé. Đây là phần tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, tiếp theo là đến điều khiển này, điều khiển và ốc vít này. Đấy, cũng như là linh kiện để lắp đặt như là thanh giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời này. Đây là thanh giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và cái nhân vật chính ở đây chính là cái thân đèn. Có mẫu đèn công suất là 500W anh chị nhé. 500W anh chị có thể nhìn thấy là khi mà em cầm cái đèn lên nó rất là to anh chị ạ. Nó rất to và nó rất là nặng này. Đấy, đây là mẫu đèn pha năng lượng mặt trời mới nhất 500W. Đấy, và kèm theo sẽ có thêm đó là một cái phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đấy, thì em sẽ để cái hộp này ra bên cạnh để cùng chia sẻ cũng như là nói chi tiết về cái sản phẩm này. Đấy, thì đây là phiếu bảo hành của công ty Việt Nhật Solar anh chị nhé. Phiếu bảo hành là có logo thương hiệu này, địa chỉ và số điện thoại hotline của công ty. Đấy, ngoài ra thì đằng sau sẽ có thêm về cái thông tin của khách hàng cũng như là có dấu đỏ công ty, nên là anh chị yên tâm nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ phân tích về đèn. Thì cái đèn 500W này, cái điều đầu tiên mà anh chị nhìn thấy nó có một cái kích thước siêu lớn anh chị ạ. Một kích thước siêu lớn. Đấy, và trên thị trường thì em dám cam kết là không có một đơn vị nào dám làm cái đèn 500W to như vậy đâu ạ. Đấy, thì nhân ở đây thì em cũng lấy một bộ đèn năng lượng mặt trời có cái thông số kỹ thuật của năm 2023. Đấy, thì em sẽ để đây và em so sánh để cho anh chị cùng nắm bắt được chi tiết hơn. Và cái thông số kỹ thuật của cái mẫu đèn năm 2023 này ấy, thì có rất nhiều đơn vị làm nhé. Về kích thước đèn này, đèn mẫu cũ ấy nó sẽ có kích thước về phần chiều ngang này, chiều rộng, chiều dài của đèn là 40 nhá, và chiều cao của đèn ấy nó sẽ là 33. Và cái kích thước này thì có rất nhiều đơn vị làm rồi. Đấy, nhưng sang đến năm 2024 đấy thì bên em đã nâng cấp về cái kích thước của đèn lên cực kỳ lớn anh chị ạ. Đây. Đấy, về kích thước của đèn thì em sẽ đo luôn thực tế để cho anh chị cùng xem. Về kích thước của đèn, chiều dài của đèn đạt được nó là 50 cm anh chị nhá, 50 cm này. Và tiếp theo đến phần chiều rộng của mặt đèn nó đạt được là 36 cm anh chị nhá, 36 cm. Nâng cấp lên phần kích thước đèn thì chắc chắn luôn là phần chóa đèn nó sẽ rộng hơn, nó sẽ đem lại một cái độ sáng tốt hơn và bao quát rộng lớn hơn anh chị nhá. Tiếp theo nữa là anh chị sẽ để ý là đây là logo được in trực tiếp lên trên đèn, đây là logo thương hiệu này. Đấy, logo thương hiệu được in trên đèn, và đây là vạch báo pin bên ngoài. Công suất của đèn là 500W và chỉ số chống nước và chống bụi bẩn của đèn là cao nhất vào thời điểm hiện tại, đó là IP68. Và phần thiết kế mới này thì bên em không còn sử dụng cái phần mặt kính này là mặt dán nữa anh chị nhé, mà em sẽ sử dụng cái phần những con khóa này. Đây là ốc mở khóa để anh chị có thể xem đèn
và sửa chữa khi mà đèn gặp sự cố này. Đây là phần khóa của đèn anh chị nhé. Đây phần khóa của đèn nhìn rất là xịn sò và rất là đẳng cấp anh chị ạ. Đấy, mẫu đèn này thì em cam kết là không một đơn vị nào có đâu anh chị nhé. Đấy, còn mẫu đèn cũ này thì về chất lượng thì cũng đạt khá là cao, nhưng mà về cái thiết kế bên ngoài thì nó không được xịn sò bằng mẫu mới đâu anh chị nhé. Và cái mẫu này thì bán rất là phổ thông. Ở trên thị trường một số đơn vị người ta cũng bán cái kích thước đèn 500W như thế này thôi. Đấy, nhưng sang đến năm nay thì em đã nâng cấp lên kích thước mới rồi. Tiếp theo là về đến phần chất liệu của vỏ đèn. Anh chị sẽ quan sát giúp em là cái phần vỏ đèn này là phần quan trọng để bảo vệ chiếc đèn này có bền bỉ ở ngoài trời hay không. Đấy, thì đây là một chất liệu có được làm là vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị nhé. Vỏ nhôm đúc nguyên khối này nó sẽ có cái tính năng tốt, đó là tản nhiệt khi mà đèn phát sáng ở nhiệt độ cao. Và nếu như anh chị có treo ở ngoài trời nó sẽ không bị oxy hóa, cũng như là chống được mưa nắng thất thường anh chị ạ. Còn nếu mà chất liệu bằng vỏ nhựa ấy thì nó sẽ nhanh giòn và rất là dễ vỡ. Đấy, không làm cho tuổi thọ con đèn nó cao được. Đấy, anh chị quan sát này. Và thiết kế thêm một phần nữa là cái ốc bên sườn này cũng được làm bằng ốc lục giác này. Anh chị có thể nhìn thấy là cái đèn này được làm rất là hoàn chỉnh và rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, đây là phần vỏ đèn, chất liệu bằng nhôm đúc nguyên khối đấy ạ. Đấy, chất liệu nhôm đúc nguyên khối. Tiếp theo đến phần chip LED. Chip LED thì thông thường đối với cả mẫu đèn 500W phổ thông thì họ sẽ lắp đặt thường là hơn 800 chip LED. Nhưng sang đến mẫu này rồi ấy, thì em đã nâng cấp tổng số chip LED của chiếc đèn này là lên đến là 1.152 chip LED anh chị nhé. Một con những đây là chiếc đèn năng lượng mặt trời, đèn pha mà được lắp đặt là nhiều LED nhất trên thị trường luôn anh chị ạ. 1.152 chip LED. Dòng LED ở đây là dòng LED 5730. Đấy, độ sáng cực kỳ tốt luôn anh chị ạ. Và khi bật lên nó rất là sáng. Đấy, thì đây là cái vạch báo pin bên ngoài anh chị nhé. Tiếp theo nữa là đến một phần nữa là phần pin lưu điện. Cái phần này là phần trái tim của chiếc đèn, quyết định được xem đèn có sáng được thâu đêm và sáng tốt hay không. Thì đối với cả chiếc đèn pha 500W này em lắp đặt với dung lượng pin lên đến là 54.000 mAh nhé. 54.000 mAh thì em cam kết là nếu như được sạc đầy, thời gian chiếu sáng của đèn có thể đạt được là từ 16 đến 20 tiếng anh chị ạ. 16 đến 20 tiếng. Đấy, thì để cho anh chị có thể yên tâm hơn khi lựa chọn đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật Solar là đơn vị mua hàng, thì em sẽ tháo cái tấm kính ra và cho anh chị cùng khám chip LED cũng như là kiểm tra phần pin bên trong xem có đúng dung lượng đã công bố hay không anh chị nhé. Đây thì bây giờ em đã tháo toàn bộ cái khóa để giữ chặt tấm kính của đèn. Anh chị có thể nhìn thấy đây là những cái khóa này. Đấy, mở ra thì bây giờ em sẽ mở cái lớp kính này ra cho anh chị kiểm tra phần pin lưu trữ và chip LED bên trong anh chị nhé. Đấy, bây giờ em sẽ mở lên này. Đấy, thì đầu tiên anh chị sẽ quan sát giúp em là cái lớp kính này này. Đây là một lớp kính cường lực này. Kính cường lực nó rất là dày anh chị nhé. Đấy, rất là dày. Tiếp theo là sang đến phần đây là bo mạch này, mạch báo pin này. Đấy, được hàn rất là cẩn thận này, rất là xịn sò luôn anh chị nhé. Đây là hệ thống chóa đèn này. Đây là lớp chóa đèn và đây là lớp gioăng cao su này. Đấy, lớp gioăng cao su này để giúp kháng nước và kháng bụi bẩn cũng như là côn trùng nhỏ anh chị nhé. Rồi, đến phần quan trọng này. Thì ở đây anh chị sẽ quan sát giúp em về phần số lượng chip LED này. Thì đây là 1.152 chip LED 5730 này. 1.152 chip LED 5730. Đấy, và công suất là 500W này. Anh chị sẽ quan sát giúp em nhé. Chip LED được xếp rất là thẳng hàng và rất là đều nhau nhé. Đấy, nên là độ sáng nó cho ra nó sẽ rất là đều và rất là sáng. Tiếp theo đến phần pin lưu trữ thì như đã công bố bao gồm là 9 quả pin. Dung lượng là 54.000 mAh. Rồi anh chị cùng đếm giúp em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quả anh chị nhé. Đầy đủ 9 quả. Đấy, thì rất là ít đơn vị dám mở ra cho khách hàng xem như vậy. Thì đơn vị Việt Nhật Solar là một trong những đơn vị bán hàng uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, nên là làm cái gì cũng là công khai để cho khách hàng yên tâm hơn khi mua hàng anh chị nhé. Đấy, dung lượng pin này, chip LED này và chất liệu của vỏ đèn nó là vỏ nhôm anh chị nhé. Đấy, vỏ nhôm. Đấy, tiếp theo là đến phần hệ thống nạp pin cho đèn. Thì anh chị sẽ quan sát đầu tiên đó là về phần tấm pin năng lượng mặt trời hai màu này là khác nhau. Và nếu như được không được phân tích thì anh chị sẽ không hiểu được. Thì đây là tấm pin năng lượng mặt trời có tên gọi là tấm pin poly. Đấy, tấm pin poly sẽ có màu xanh như này anh chị nhé. Còn bên này là tấm pin mono. Thì ở ngoài thị trường đối với cả mẫu đèn pha thông thường ấy thì họ sẽ sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời poly với kích thước là 67 x 44,5 cm và công suất nạp của nó là 40W anh chị nhé. Đây chị quan sát đây là tấm pin của đời cũ này. Đấy, tấm pin của đời cũ, nhưng mà để phục vụ và thấu hiểu được nỗi lo của anh chị khi mà treo đèn năng lượng mặt trời vào thời tiết mùa đông cũng như là âm u thì đèn có được nạp pin hay không, thì bên thương hiệu Việt Nhật Solar đã nâng cấp từ tấm pin poly sang tấm pin mono. Thì tấm pin mono nó sẽ có một màu đen đều như này anh chị nhá, nên là hiệu năng nạp của nó rất là tốt và sẽ nhanh được hơn là 30% anh chị ạ.
Đấy, đây là tấm pin năng động mặt trời mono với thiết kế là mặt kính cường lực này. Mặt kính cường lực này thì anh chị treo ở ngoài trời ấy, mà gặp những cái thời tiết khí hậu khắc nghiệt cũng như là mưa đá thì anh chị yên tâm là tuổi thọ của tấm pin có thể đạt được là từ 25 năm đến 30 năm anh chị ạ. Phần tiếp theo nữa là về phần thiết kế về phần khung thì là đây là một khung nhôm nhá anh chị nhá, khung nhôm này có độ dày là lên đến là 30 mm anh chị ạ, 30 mm. Và tiếp theo nữa thì đến công suất là một phần rất là quan trọng, thì với cái chiếc đèn năng lượng mặt trời công suất 500W có dung lượng pin khủng thì chắc chắn là đi kèm theo phải là một tấm pin năng lượng mặt trời có kích thước và thông số rất là lớn. Thì anh chị quan sát giúp em đầu tiên đó là về phần thông số kỹ thuật của tấm pin này. Đây em sẽ để phần đằng sau ra cho anh chị xem nhé. Đây, đây là một tấm pin năng lượng mặt trời có cái thông số ở đây là 60W anh chị ạ, 60W, dòng điện nạp của nó là 6V và cường độ dòng điện của nó là 10A này. Đấy, nên là cái tấm pin này hiệu năng nạp của nó rất là tốt. Khi mà anh chị treo cái tấm pin này ở ngoài trời chỉ cần tốn thời gian từ 4 đến 6 tiếng thôi thì đèn nó sẽ được nạp đầy pin. Và đặc biệt vào những hôm trời thời tiết không cao cũng như là nhiều mây âm u thì có cái hiệu năng nạp vẫn rất là tốt anh chị ạ, vẫn đảm bảo được cho anh chị chiếu sáng qua đêm. Thì anh chị sẽ quan sát nhá, cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó sẽ kèm theo đó là một đoạn dây nối dài 5m này. Đây, một đoạn dây nối dài 5m, tức là anh chị có thể treo đèn ở bất kỳ vị trí nào, treo ở trong nhà kho, nhà xưởng, xưởng gỗ, xưởng cơ khí này, hoặc là trang trại này, trong nhà đều được. Nhưng mà tấm pin anh chị sẽ có thể lắp đặt ở vị trí nhiều nắng nhất anh chị nhá, đoạn dây nối dài 5m. Đấy thì thông thường thì anh chị sẽ để ý giúp em nhé. Về phần tấm pin năng lượng mặt trời của mẫu cũ ấy thì vẫn còn sử dụng cái rắc cắm bình thường như thế này. Đấy, nhưng sang đến cái phiên bản cao cấp rồi. Đấy thì em đã nâng cấp với cái rắc cắm mạ đồng cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn, treo ở ngoài trời bền bỉ, rất là bền luôn anh chị nhá. Đây. Anh chị quan sát này. Đấy, đây là phần rắc cắm của đèn luôn. Đấy, cho anh chị cùng xem này. Đấy, đây là rắc cắm của tấm pin và đây là rắc cắm của đèn. Hiển thị hai đầu âm dương rất là rõ ràng, không bao giờ có chuyện cắm sai được anh chị nhá. Đấy. Đấy, đây là về phần cái dây nối, thì cái dây nối này được làm sợi to thì chắc chắn luôn là cái hiệu năng truyền tải điện năng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với dây nối sợi nhỏ. Đấy thì sau đây em sẽ kết nối vào để cho anh chị cùng xem này. Em sẽ kết nối này, rất là dễ kết nối đây anh chị nhá. Em cắm vào này. Và em sẽ để ngửa tấm pin năng lượng mặt trời lên này. Đấy, khi mà em để ngửa tấm pin năng lượng mặt trời lên trên ấy thì anh chị sẽ thấy được rằng là nó sẽ hiển thị cái vạch báo pin này. Thì cái dựa vào cái vạch báo pin này anh chị sẽ nắm bắt được là đèn có đang được nạp pin hay không và được nạp bao nhiêu phần trăm pin. Dựa vào phần trăm pin thì anh chị sẽ biết được là đèn sẽ chiếu sáng được với thời gian là bao lâu. Đấy, và đèn này thì hoạt động hoàn toàn là cảm biến ánh sáng anh chị nhá, rất là thông minh. Khi đi ra ngoài, khi đi đâu đó ấy, mà anh chị quên không tắt hoặc là cái việc lắp đặt nó không cần dây điện rườm rà hoặc là lo phần lắp đặt công tắc ấy, đèn sẽ tự động bật vào buổi tối và tự động tắt vào ban ngày. Đấy, cảm biến ánh sáng rất là nhạy anh chị nhá. Đấy thì còn đi kèm theo nữa nó sẽ có một chiếc điều khiển này. Chiếc điều khiển này nó sẽ có những tính năng như là bật tắt theo yêu cầu, ví dụ như anh chị muốn bật lúc nào thì bật và mình muốn tắt nào thì tắt. Ngoài ra có thêm là giảm cường độ ánh sáng, tăng cường độ ánh sáng. Chế độ auto sẽ giúp cho đèn hoạt động ở chế độ cảm biến ánh sáng, tức là tự động bật vào buổi tối và tự động tắt vào ban ngày. Còn 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ tức là hẹn giờ sáng cho đèn. Ví dụ như anh chị bật đèn lúc 6 giờ mà anh chị muốn đèn sáng 3 tiếng đến 9 giờ đèn tắt thì anh chị sẽ bấm vào nút 3 giờ. Cũng tương tự như là 5 giờ và 8 giờ anh chị nhé. Đấy, còn đây là bộ ốc vít dùng để lắp đặt đèn này. Bên trong sẽ có pin. Khi nhận hàng mình có thể lắp pin vào và mình test thử độ sáng của đèn luôn anh chị nhé. Và để cho anh chị có thể nắm bắt được rõ hơn về cái thông số kỹ thuật của tấm pin ấy, thì em cũng muốn đo luôn cho anh chị cùng xem về kích thước tấm pin năng động mặt trời này có cái kích thước như thế nào anh chị nhé. Đầu tiên đó là về phần chiều ngang của tấm pin, nó là 67 cm anh chị ạ, 67 cm này. Còn về phần chiều rộng này, chiều rộng của nó đạt được là 64 cm anh chị nhé, 64 cm. Và khi nhận hàng anh chị có quyền là mình lấy thước mình đo đạc xem có đúng thông số kỹ thuật hay không. Đấy, thì đây là một tấm pin năng lượng mặt trời siêu lớn, hiệu năng nạp rất là tốt, toàn bộ đầy đủ của một bộ đèn này em đã phân tích xong rồi. Thì như anh chị nào đang có nhu cầu mua sản phẩm thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của công ty Việt Nhật Solar, và bên em miễn phí ship giao hàng trên toàn quốc, bảo hành với thời gian là 3 năm. Đấy thì như anh chị nào mà có nhà kho này, nhà xưởng này, diện tích chiếu sáng yêu cầu đạt được từ 300 đến 500 mét vuông thì có thể sắm bộ đèn này. Và bộ đèn này thì ánh sáng năng lượng mặt trời sẽ hoàn toàn trả tiền điện cho anh chị nhé, không tốn bất kỳ một đồng tiền điện nào đâu ạ. Và độ bền của đèn thì em cam kết là sử dụng được trên 10 năm. Và những anh chị nào mà trong năm 2024 này đang có những cái mặt bằng để kinh doanh và không biết kinh doanh mặt hàng gì vào thời điểm hiện tại thì có thể nhanh tay liên hệ đến trực tiếp số điện thoại của công ty Việt Nhật Solar để đặt hàng.
Bên em sẽ có đội ngũ hỗ trợ cho anh chị về mức giá nhập hàng tốt nhất trên thị trường, cũng như là cách thức nhập hàng và những cái chính sách cực kỳ ưu ái dành cho đại lý. Và chắc chắn luôn là mắt thấy là tai phải nghe, thì bây giờ em sẽ mời anh chị cùng kiểm tra độ sáng thực tế của mẫu đèn này vào buổi tối để xem ánh sáng của đèn tốt như thế nào anh chị nhé. Sau đây em sẽ thử cho anh chị cùng xem chất lượng ánh sáng của mẫu đèn pha năng lượng mặt trời do công ty Việt Nhật Solar sản xuất, đèn chính hãng anh chị nhé. Đây thì anh chị có thể quan sát là đây đang nhờ có ánh sáng của đèn, thì cảnh vật xung quanh ở đây rất là rõ ràng, thì mọi người rất dễ để đi lại cũng như là sinh hoạt dưới ánh sáng của đèn. Đấy thì bây giờ em sẽ tắt ánh sáng của đèn đi để cho anh chị cùng phân biệt cảnh vật xung quanh đây sẽ tối như nào anh chị nhé. Em tắt này. Đấy thì như anh chị nhìn thấy ấy, cảnh vật xung quanh ở đây nó quá tối luôn anh chị nhá. Những cái trường hợp mà cắt điện luân phiên này hoặc là mất điện kéo dài ngày thì chắc chắn luôn là chúng ta sẽ không làm được việc gì dưới bóng tối như thế này. Và để có ánh sáng được từ nguồn năng lượng mặt trời thì sau đây em sẽ bật ánh sáng của bộ đèn pha năng lượng mặt trời công suất 500W bản mới nhất, bản cao cấp nhất và bản xịn sò nhất ở trên thị trường của thương hiệu Việt Nhật Solar cho anh chị cùng xem này. Đấy thì anh chị hãy cùng quan sát với em là về cái diện tích chiếu sáng của chiếc đèn này nó quá rộng và là quá tuyệt vời anh chị nhá. Kích thước đèn lớn, tăng cường chip LED đem lại độ sáng quá tuyệt vời. Đấy, đèn này thì chỉ có độc quyền của bên thương hiệu Việt Nhật Solar mới sản xuất ra bản mới, tăng cường về độ sáng này, thời gian chiếu sáng và diện tích chiếu sáng anh chị nhá. Thì nếu như ở đây mà em đo được thì nó có thể rộng lớn lên đến từ 500 đến 700 mét vuông, rất thoải mái, rất vô tư. Nên là những anh chị nào mà có nhà máy này, nhà xưởng, nhà kho mà cần những cái bộ đèn năng lượng mặt trời có độ sáng tốt thì anh chị hãy sở hữu ngay cho mình một bộ đèn năng lượng mặt trời công suất 500W. Đấy, bản này là bản cao cấp xịn sò nhất ở trên thị trường hiện nay anh chị nhá. Đèn chính hãng mang thương hiệu của công ty Việt Nhật Solar. Đấy, anh chị có thể quan sát ở đây độ sáng của đèn nó rất là tuyệt vời anh chị nhá. Rất là xa. Anh chị có thể nhìn thấy nó xa rất là đằng sau em này. Đấy, rất là xa và bao quát rất là rộng anh chị nhá.